tới giờ luôn. Tới giờ luôn á. Sáng giờ gì chốt làm mà vô mấy mấy triệu luôn á. Chị nhắn tin em lâu lắm em mới trả lời đó. Em đâu có coi máy. Để ngoài nhắn tin gì chốt coi. Thấy chủ nhật là nên chị mới nhắn đó. Nhiều khi em đi đâu đó. Đúng rồi. Đi chơi. Sáng em mắc cạn vô kia là em đi mất anh. Là ngày nay đâu có kiếm được mấy trăm ngàn. Con không biết mỗi lần tắm là tự nhiên có cái cục cháy tay trong lỗ tai liền. Chưa kịp quá gì nữa, chưa kịp chùi lỗ tai luôn. Gà không, nước gà không. Cái thì cứng, nước thì gà không. Sao ngủ? Mà chi? Có người ta không có nước đâu chứ. Cái dừa, dừa uống có gà là em phá. Bởi vậy, người ta mua dừa nạo mà bán dừa vậy. Nhắn chị mang vô. Chi nó giống mất phố người ta luôn á. Là chi bác? Ừ. Kêu ông sách qua. Nhìn là biết vừa khô vừa vừa cứ cãi rồi. Chặt thử cái liền. Cãi cũng ngắt. Nó nhiều chục. Nước thì ra không? Đang nhảy xíu chứ. Dừa xem. Dừa đỏ. Dừa màu đỏ. Dừa chầm. Chị không biết cũng có rằm dừa gì đó. Đáng 50 á. Đủ cái gì mình mà cái không biết nước nè. Nó chảy, nó chảy nước đâu nè. Con xích qua đây coi bé ta.
phải hứa không? Dạ. Là như gắm đồ đó chị. Ừ. Cái thằng kia nó là ta nghĩ nó vô mười mấy triệu. Cái gì vậy? Thằng bạn con Nhi bên Long An làm mười mấy triệu. Có tiền đi. Ừ. Có tiền đi luôn không? Ừ. Mua hết gì đi luôn. Dơ gì lắm. Bên đây nhiều hơn bên đây. Ờ. Đây thì lùi luôn kìa. Nè. Bên đây nhiều lắm luôn. Tại hay tạt nước bên đây nè, tạt nước á. Tạm vậy nè, tạt vô. Vô tay vô luôn. Thấy gì không mà nói nhiều dữ rồi. Thấy. Nhiều gì dữ thì thôi. Ờ. Tao đâu có đuôi đâu mấy đường. Mà thấy mình chân không? Tại nhỏ. Tao có con nhỏ mà. Tao có lớn. Tắm rửa rồi phải lo hầu đi về nịp nữa.
có nguyên cục không Cúc? Không, ướt. Nó vậy á, không có nguyên cục như hởm à? Ướt, ướt sao có nguyên cục? Ồ, mới có cái ướt nhẹ. Chứ mấy lần kia cũng ra nguyên cục đó, cũng chẳng luôn á. Hai đi được cái tới đây hả? Ờ, nó dẫn được tới đây. Ừ, vậy mừng hả? Má nói, ông nói hả? Rồi, ông nói với má chị. Dẫn về dẫn đi tắt tắt. Em hỏi đi được không? Được, em vô. Rồi, ông nói được, để cho bác đi. Đi mà. Để cho bác đi. Ra cắt xong rồi kêu ông vô, vô bước gì. Chứ mấy ba hai lần trước em vô không á. Thì chị nói, ủa điện thoại là Cúc vô không rồi sao nay đi. Chị nói với má vậy. Đi được ra tới đây mừng. Rồi má nói như tập đi. Rồi thôi đi được ra đi. Chứ không đi được thì em vô. Gọi điện em. Con cũng nghĩ nó nói với chị. Hỏi có đi ra được thì ra. Không đi ra được thì để em đi vô cho. Mấy lần em đi vô em cắt rồi. Đi tới luôn rồi được, bây giờ nằm chỗ thì nó không buồn. Chứ buồn thủi lắm, mình nghĩ quẩn luôn á hả? Bị sẽ chết luôn á. Ok, chị vậy được, chị cũng may mắn lắm rồi. Chứ người ta đi không được, nếu mà mình được vậy mình cũng may mắn rồi. Cố lên. Không suy nghĩ nhiều. Tự nhiên đột ngột vậy mình khó chịu với chị. Mình cũng thông cảm. Vậy đấy. Đấy. Đấy.